Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 20 phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ. Chúng ta đi vào mục nhỏ, các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ. Ví dụ 1, cho hai biểu đồ sau. Mình có hai biểu đồ này. A. Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một tập dữ liệu không? Mình nhìn hai biểu đồ này mình thấy là tỷ lệ học sinh khá giỏi nè, tỷ lệ học sinh khá giỏi nè. Rồi tỷ lệ phần trăm, năm học. Năm học 2019-2020, 81%. 2019-2020, 81%. Năm học 2020-2021, 82%. Năm học 2020-2021, 82%. Như vậy thì mình thấy rằng là hai cái biểu đồ này biểu diễn cùng một tập dữ liệu. Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Đây, chúng ta có bảng thống kê. Năm học, tỷ lệ học sinh khá giỏi, phần trăm. Năm học 2019-2020 là 81%. Mình có được từ con số này. Năm học 2020-2021 là 82%. Mình lấy từ con số này. Đây là bảng thống kê. B. Trong mỗi biểu đồ, so sánh tỷ lệ chiều cao hai cột. Tỷ lệ chiều cao hai cột và tỷ lệ số liệu mà hai cột này biểu diễn. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó. Chúng ta cần so sánh cái tỷ lệ chiều cao hai cột và tỷ lệ số liệu mà hai cột này biểu diễn. Thì mình nhìn ở hình B, biểu đồ B, chúng ta thấy rằng là tỷ lệ chiều cao của hai cột xanh và vàng nó bằng với tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn, đó là 82/81. Tỷ lệ chiều cao hai cột xanh và vàng nó bằng với tỷ lệ số liệu mà hai cột này biểu diễn, đó là 82/81. Còn trong cái biểu đồ A thì chúng ta thấy rằng là cái cột màu xanh nó gấp đôi cột màu vàng. Được chưa? Mình thấy này, 1, 2, 3, 4 này, đây là 1, 2 này, đó. Mình thấy là cái cột màu xanh nó cao gấp đôi cột màu vàng. Nhưng mà số liệu mà nó biểu diễn là 82%, nó không có gấp đôi cái số liệu mà cột màu vàng biểu diễn, đó là 81%. Được chưa? Cái cột á, thì nó cao gấp đôi, nhưng mà cái số liệu nó biểu diễn á, thì không có cao gấp đôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có sự khác nhau đó? Thì nhìn kỹ á, là mình thấy là ở cái biểu đồ B á, thì nó bắt đầu bằng số 0. Còn biểu đồ ở hình A là mình thấy là góc của trục đứng nó không phải là 0. Được chưa? Đó. Mình trả lời là có sự khác nhau này trong cái biểu đồ ở hình A là bởi vì góc của trục đứng nó không phải là số 0. Các em có thể đọc thêm cái phần sách trình bày ở đây. Qua ví dụ 1, chúng ta có nhận xét. Trong biểu đồ cột, khi góc của trục đứng khác 0, thì tỷ lệ chiều cao của các cột không bằng tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. Chúng ta sang luyện tập 1. Dựa trên dữ liệu khảo sát về món ăn Việt Nam được yêu thích, một công ty du lịch đã vẽ hai biểu đồ sau. Đây, chúng ta có hai biểu đồ. Câu A, hai biểu đồ này biểu diễn cùng một dữ liệu không? Thì mình nhìn kỹ nè, mình thấy là món ăn Việt Nam được ưa thích. Món ăn Việt Nam được ưa thích. Món ăn phở nem bánh mì. Món ăn phở nem bánh mì. Đây là số lượt bình chọn. Số lượt bình chọn. Phở là 972. Đây, phở cũng 972. Nem là 987. Đây cũng nem 987. Cuối cùng là bánh mì 955. Bánh mì 955. Ok. Như vậy thì mình thấy giống nhau đúng không?
Mình trả lời là hai biểu đồ này biểu diễn cùng một dữ liệu. Tiếp theo, lập bảng thống kê về dữ liệu đó. Bây giờ chúng ta sẽ lập bảng thống kê. Thì để đỡ mất thời gian của các em, thầy sẽ vẽ tay cho nhanh nha. Bảng thống kê của chúng ta. Chúng ta có là 3 món ăn. Nên mình sẽ chia làm 4. Cái này là món ăn nè. Còn cái này là số lượt bình chọn. Phở, nem, bánh mì. Chín bảy hai, phở là 972 lượt bình chọn, nem là 987 và bánh mì là 955. Đó, chúng ta đã xong cái bảng thống kê. Tiếp theo, B, trong biểu đồ A, tỷ lệ chiều cao giữa cột màu xanh và cột màu vàng có bằng tỷ lệ hai số mà chúng biểu diễn không? Giải thích tại sao? Thì mình thấy rằng là trong cái biểu đồ A thì cái cột màu xanh này mình thấy là nó cao gấp khoảng 5 lần cột màu vàng, đúng không? Mình thấy cột màu xanh nó cao gấp khoảng 5 lần cột màu vàng. Nó khác xa với cái tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn, đó là 987 phần 955. Được chưa? Đó. Chiều cao của cột màu xanh á, thì nó gấp khoảng 5 lần chiều cao cột màu vàng. Nhưng mà cái số liệu nó biểu diễn thì không có gấp 5, đúng không? Số liệu mà chúng biểu diễn nó gần bằng 1 thôi. Được chưa? Nó khác xa với tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. Đó. Giải thích tại sao? Thì mình thấy là tại vì cái góc của trục đứng nó không bắt đầu bằng 0. Nó không bắt đầu bằng 0. Câu A. Câu B. Chúng ta trả lời là trong biểu đồ A, mình thấy là cột màu xanh cao gấp khoảng 5 lần so với cột màu vàng. Nó khác xa so với tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. Khác xa so với tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. Tỷ lệ đó là 987 phần 955. 987 phần 955. Giải thích tại sao? Tại vì góc của trục đứng ở biểu đồ này nó không bắt đầu từ 0. Nào, góc của trục đứng nó không bắt đầu từ 0, cho nên nó có cái sự khác biệt. Đó là chiều cao của cái cột màu xanh nó gấp 5 lần
chiều cao của cục màu vàng, nhưng mà tỷ lệ số liệu mà chúng biểu diễn nó không có gấp 5. Chúng ta xong luyện tập 1. Chúng ta sang ví dụ 2. Cho hai biểu đồ sau. Mình có hai biểu đồ này. So sánh độ dốc của đoạn thẳng cuối cùng trong hai biểu đồ này. Độ dốc của đoạn thẳng cuối cùng trong hai biểu đồ này. Thì đoạn thẳng cuối cùng này là đoạn này. Đó. Và đoạn này. Độ dốc là cái độ nghiêng nha. Độ dốc, độ nghiêng. Mình thấy là thằng này nó dốc hơn đúng không? Nó dốc hơn so với thằng này. Thì chứ này. Mình nói là đoạn cuối cùng trong cái biểu đồ A nó có cái độ dốc lớn hơn độ dốc của đoạn cuối cùng trong cái biểu đồ B. Đó, độ dốc này lớn hơn. Giải thích tại sao biểu đồ A dễ làm cho ta hiểu lầm rằng GDP của Việt Nam năm 2020 tăng đột biến so với năm trước đó. Thì GDP là tổng sản phẩm quốc nội nha. R viết tắt của từ Gross, D là viết tắt của từ Domestic, còn P là viết tắt từ Product, tổng sản phẩm quốc nội. Rồi, hiểu lầm như thế nào? Thì mình nhìn thấy là cái độ dốc này nó lớn hơn so với độ dốc này. Đó, điều đó chúng ta hiểu là nó tăng, đúng không? Mình hiểu là nó tăng đột biến. Bình thường này tăng này, tăng như thế này này. Tới đây nó tăng lên một phát. Đó, nên mình gọi là, mình thấy là nó tăng đột biến so với trước đó. Và tại sao gọi là hiểu lầm? Thì đây chẳng qua là hiểu lầm thôi. Vì sao như vậy? Vì mình thấy nè, ở cái biểu đồ này mình thấy là 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 đều nhau đúng không? Còn ở đây mình thấy nè, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cái nhảy lên 20 luôn. Từ 16 nhảy lên 20. Đó, mình thấy không? Đó. Lý do là ở chỗ này. Đó. Thì người ta giải thích là nhìn vào biểu đồ A, ta có thể cho là GDP Việt Nam trong năm 2020 tăng rất mạnh so với trước đó. Nguyên nhân là do biểu đồ này trục ngang được chia tỷ lệ không đều nhau giữa các đoạn. Đó. Lý do là trục ngang được chia tỷ lệ không đều nhau giữa các đoạn. Chỗ này mình thấy là tới 4 năm lần. Đây là 1 năm, 1 năm, 1 năm, 1 năm, 1 năm, mà tưởng tới đây tới 4 năm. Đó là lý do vì sao mà bạn này cái độ dốc rất là lớn. Mà thực chất là cái tỷ lệ tăng trưởng nó không có lớn. Cho nên là chúng ta gọi là hiểu lầm. Thực chất là tỷ lệ tăng trưởng nó cũng như thế này thôi. Nhưng mà nhìn vào đây mình thấy là nó tăng rất là mạnh. Thì từ cái ví dụ 2, chúng ta có cái nhận xét. Trong biểu đồ đoạn thẳng, khi các điểm quan sát trên trục ngang không đều nhau, ta không thể dựa vào độ dốc để kết luận về tốc độ tăng, giảm của đại lượng được biểu diễn. Chúng ta sang luyện tập 2. Cho hai biểu đồ sau biểu diễn số lượng người thất nghiệp tại một thành phố trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010. Số lượng người thất nghiệp là mức độ tăng như thế này. Đây là số lượng người thất nghiệp tăng rất là đều đúng không? Hãy giải thích tại sao xu thế của hai biểu đồ lại khác nhau. Để thấy được xu thế của số lượng người thất nghiệp, ta nên dùng biểu đồ nào? Xu thế là đây, mình thấy nè. Số lượng người thất nghiệp tăng mạnh, rồi cái độ tăng giảm bớt, rồi giảm bớt, đúng không? Còn đây là tăng rất là đều,
Đó là xu thế nha. Xu thế của hai biểu đồ là khác nhau. Tại sao xu thế của hai biểu đồ là khác nhau? Đó, bây giờ mình nhìn kỹ nè. Mình thấy là đây là 7, 9, 11, 13. Đây cũng 7, 9, 11, 13. Rồi bắt đầu còn cái trục thời gian nè. Còn đây là trục thời gian nè. Mình thấy là cái trục thời gian này người ta chia rất là đều đúng không? Nhưng mà mình nhìn kỹ lại xem thực sự là có đều hay không. Đây là tháng 12, 2007. Còn đây là tháng 3, 2008. Là cách nhau 3 tháng thôi đúng không? Đây là cách nhau 3 tháng nè. Đó, cái khoảng này cách nhau 3 tháng nè. Còn từ đây tới đây là mình thấy là cách nhau 8 tháng. Còn từ đây tới đây là mình thấy là cách nhau gần 2 năm đúng không? Gần 2 năm. Được chưa? 1 năm rưỡi. Hơn 1 năm rưỡi. 1,5 năm. Có nghĩa là cách nhau đâu khoảng 17 tháng. 18 tháng. Được chưa? Cách nhau đâu khoảng 17-18 tháng. Đây là 3 tháng, 8 tháng, 18 tháng. Đó, các em thấy không? Chia đều, nhưng mà khoảng cách thì thực chất là không đều nha. Mình tưởng là đều nhưng mà thực chất nó không đều. Đó, đây là lý do. Còn đây mình thấy nè, từ đây tới đây 3 tháng là cái khoảng như thế này. Còn 8 tháng là khoảng như thế này. Còn đây là mình tính chính xác xem thử bao nhiêu tháng nha. Thì mình lấy là đây là 18 trừ cho 11 là 17 tháng các em. Đúng không? Chúng ta tính chính xác là 17 tháng. Nha, 17 tháng chứ không phải là 18, 17 tháng. Đó, thì đây là 8 này, đây là 3 này. 3 thì người ta chia ngắn, 8 thì người ta chia dài hơn đúng không? Còn 17 tháng thì người ta chia dài nữa. Đó, chia như thế này mới hợp lý. Còn như thế này mình thấy là nó có vẻ đều, nhưng mà thực chất là không đều. Được chưa? Đó là lý do của cái sự khác nhau về cái xu thế của hai cái biểu đồ này. Đây, bây giờ chúng ta giải thích ha. Luyện tập 2. Chúng ta thấy là hai biểu đồ nó cùng biểu diễn một dữ liệu, cùng biểu diễn một dữ liệu. Nhưng xu thế lại khác nhau. Ở biểu đồ B, mình thấy rằng là các mốc thời gian được đặt cách đều nhau. Các mốc thời gian được đặt cách đều nhau. Nhưng cái khoảng thời gian giữa các mốc này lại không đều nhau. Đây 3 tháng, 8 tháng, 17 tháng. Được chưa? Nhưng khoảng thời gian giữa các mốc lại không đều nhau. Đó. Do vậy, cái độ dốc của cái biểu đồ B này nó không phản ánh đúng về xu thế của số lượng người thất nghiệp. Do vậy, độ dốc của biểu đồ này nó không
Phản ánh đúng. Xu thế của số lượng người thất nghiệp. Ok. Để thấy được xu thế của số lượng người thất nghiệp, ta nên dùng biểu đồ nào? Đó, thì đây là lý do mà chúng ta không nên dùng biểu đồ B ha. Bởi vì cái độ dốc của biểu đồ này nó không có phản ánh đúng xu thế của số lượng người thất nghiệp. Tiếp theo, ở biểu đồ A thì chúng ta thấy là khoảng cách nè, mình thấy khoảng cách giữa các mốc trên trục thời gian nó tương ứng tỷ lệ với khoảng thời gian giữa các mốc. Ở biểu đồ A chúng ta thấy là khoảng cách giữa các mốc, khoảng cách giữa các mốc trên trục thời gian nó tương ứng tỷ lệ với khoảng thời gian giữa các mốc này. Tương ứng với khoảng thời gian giữa các mốc này. Được chưa? Đó. Do đó, để thấy được xu thế số lượng người thất nghiệp, ta nên dùng biểu đồ A. Do đó, để thấy được xu thế, để thấy được xu thế của số lượng người thất nghiệp, của số lượng người thất nghiệp, ta nên dùng biểu đồ A. Do đó, để thấy được xu thế của số lượng người thất nghiệp, ta nên dùng biểu đồ A. Ok, chúng ta xong luyện tập 2. Chúng ta sang hai nhỏ, đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ. Ví dụ 3, các biểu đồ sau cho biết cấu trúc dân số của Việt Nam các năm 2010 và 2020. Cấu trúc dân số Việt Nam năm 2010, cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020. A. Nhận xét về sự thay đổi tỷ lệ người thuộc nhóm tuổi lao động chính là 15 đến 64 tuổi sau 10 năm. Thì mình thấy là năm 2010 đến năm 2020 là 10 năm đúng không? Nhóm tuổi lao động chính, đây, nhóm tuổi lao động chính đây là màu cam. Đây là năm 2010 là 69,88%. Còn năm 2020 là 68,94%. Như vậy thì mình thấy là giảm đúng không? Giảm. Đây là 69 này, đây 68 này. Đó. Thì mình trả lời là sau 10 năm, tỷ lệ người thuộc nhóm tuổi lao động chính là 15 đến 64 tuổi giảm từ 69,88% xuống còn 68,94%. B. Năm 2020, dân số Việt Nam là 97,41 triệu người. Tính số lượng người thuộc mỗi nhóm tuổi trên. 97,41 triệu người có nghĩa là 97,410,123,0. Đây, 97,410,000 người. Thì muốn tính số lượng người thuộc mỗi nhóm tuổi trên
chúng ta lần lượt lấy cái tỷ lệ phần trăm mình nhân với số này thì mình sẽ có được số người thuộc mỗi nhóm tuổi. Ví dụ, nhóm tuổi lao động chính là chúng ta lấy 68,94%, mình nhân với số này. Đó, còn nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi thì chúng ta lấy 23,19%, chúng ta nhân với số này thì chúng ta được số người. Còn nhóm tuổi trên 64 tuổi là tuổi về hưu, chúng ta lấy 7,87%, chúng ta nhân với số này. Được không? Qua ví dụ 3, chúng ta có chú ý. Khi phân tích số liệu, ta có thể kết hợp thông tin từ hai hay nhiều biểu đồ. Thì vừa rồi ví dụ 3 chúng ta đã kết hợp hai biểu đồ. Luyện tập 3. Các biểu đồ sau cho biết cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất trong nước các năm 2018 và 2019. Năm 2018, năm 2019. A. Lập bảng thống kê cho biết cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất trong nước theo tỷ lệ phần trăm năm 2019. Năm 2019 thì chúng ta dựa vào cái bảng này nha, 2019 đây. Lập bảng thống kê. Chú ý là theo tỷ lệ phần trăm. Thì để tiết kiệm thời gian thầy vẽ tay cho nhanh nha. Năng lượng. Một, hai, ba, bốn. Bốn. Với một cái cột tổng nữa là năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây là than này, dầu thô này, khí thiên nhiên nè, nhiên liệu sinh học, và cuối cùng là tổng. Chúng ta cần cái cục tổng này để mà chúng ta tính phần trăm. Người ta chỉ cho mình là sản lượng theo đơn vị là như thế này. K toa tương đương 1.000 tấn dầu. Sản lượng đơn vị là K toa. Rồi, than. Than đây là 26.000 408,48. Dầu thô đây, 1,1,2,63,8. Khí thiên nhiên 9,180. Nhiên liệu sinh học 7840. Rồi từ đây chúng ta sẽ đi tính tổng để mà mình tính phần trăm. Tổng thì chúng ta sẽ cộng 4 bạn này lại. 26408,48 cộng cho 11,263,8 cộng cho 9,180
cộng cho 7840. Chúng ta được 54692 phẩy 28. Các bạn chú ý là cái bảng thống kê của chúng ta đó là theo tỷ lệ phần trăm. Cho nên mình thêm một cái dòng nữa là tỷ lệ sản lượng. Rồi muốn tính phần trăm thì chúng ta sẽ lấy bạn này chia cho bạn này rồi nhân cho 100. Mình lấy 26408,48 chia cho cái answer rồi nhân cho 100 thì chúng ta được 48,3%. Tương tự như vậy, 11263,8 chia cho 54692,28. Chúng ta được nhân cho 100 nữa nha, mình được 20,6. Mình làm tròn là 20,6%. 9180 chia cho 54692,28. Chúng ta được 16,8%. Và cuối cùng 7840. Chúng ta được 14,3%. Còn tổng thì sẽ là 100%. Mình thử cộng lại đúng không nè. 3 với 6 là 9, 9 với 8 là 17, với 3 là 20. Rồi ok. Được 100%. Đó, chúng ta có bảng thống kê. Câu A. Chúng ta có bảng thống kê. Câu B. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất trong nước năm 2019 so với năm 2018. Năm 2019 so với năm 2018. Thì ở đây người ta cho tỷ lệ phần trăm. Cho nên mình muốn so sánh thì mình sẽ so sánh với những số này. Đây, những cái tỷ lệ phần trăm này. Được không? Rồi thì nhìn ở đây mình thấy là thứ nhất là than nè. Than là 45,02%. Đây là năm 2019, đây là năm 2019 nha. 2019 là 48,3%. Như vậy thì mình thấy là sản lượng than tăng từ 45,02% lên 48,3%. Được chưa? Mình nói là sự thay đổi cơ cấu năng lượng được khai thác sản xuất trong nước năm 2019 so với năm 2018 có sự thay đổi. B này. Sự thay đổi cơ cấu năng lượng được khai thác. Sản xuất trong nước năm 2019 so với năm 2018 là đầu tiên là sản lượng than nha, tăng từ 45,02% lên 48,3%. Thứ nhất nè là sản lượng ngành than. Tăng từ
than là 45,02%, lên 48,3%. Rồi than xong rồi, dầu thô là 23,19%, giảm còn 20,6%. Sản lượng dầu thô giảm từ 23,19% xuống 20,6%. Rồi tới khí thiên nhiên. Khí thiên nhiên là 17,09. Đây là 16,8. Giảm đúng không? Giảm nhẹ. Sản lượng khí thiên nhiên giảm từ 17,09% xuống 16,8%. Và cuối cùng là nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu sinh học là đây là 14,70%, còn đây là 14,3%, giảm từ 14,70% xuống 14,3%. Ok. Rồi, chúng ta xong luyện tập 3. Chúng ta sang ví dụ 4. Cho biểu đồ sau biểu diễn số giờ ban ngày trong các tháng tại hai địa điểm. Số giờ ban ngày tháng màu xanh là của Canberra. Canberra là thủ đô của Úc nha, Australia đó. Rồi màu đỏ là Moscow. Moscow là thủ đô của Nga. Số giờ ban ngày nghĩa là sao? Có nghĩa là tháng 1 thì ban ngày ở Moscow nó tồn tại 7,8 giờ, còn lại là ban đêm. Còn tháng 1 ở Canberra, Úc thì ban ngày nó kéo dài 14,2 giờ. Còn lại là ban đêm, được chưa? Có nghĩa là ban ngày dài hơn ban đêm. Còn đây là ban ngày ngắn hơn ban đêm. A. Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trên biểu đồ. Đây, chúng ta có bảng thống kê. Thì dựa vào biểu đồ, chúng ta có bảng thống kê này. Tháng 1 ở Canberra, số giờ ban ngày là 14,2. Lấy từ số này. Rồi ở Moscow số giờ ban ngày là 7,8, lấy từ số này. Tương tự như vậy, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 cho tới tháng 12. Câu B, dựa vào biểu đồ cho biết vào hai tháng nào trong năm thì số giờ ban ngày ở hai nơi gần như nhau. Vì sao? Thì mình nhìn vào đây mình thấy rằng là hai cái đồ thị này nó cắt nhau ở đây. Đó. Cắt nhau đây. Thì đây là tháng 3 này. Đây là tháng 9 này. Nó cắt nhau có nghĩa là hai cái giá trị này nó tương đương nhau. Được chưa? Đó. Mình nói là hai đường cắt nhau vào khoảng tháng 3 và tháng 9. Cho nên là
số giờ ban ngày tại hai địa điểm này là gần như nhau. Được chưa? Gần như nhau. Rồi, tiếp tục. Câu C. Nhận xét và giải thích sự khác nhau về xu thế thay đổi số giờ ban ngày trong năm. Thứ nhất là nhận xét, rồi sau đó là giải thích sự khác nhau về xu thế thay đổi số giờ ban ngày trong năm. Nhận xét nè. Thứ nhất á, là tại Canberra, mình thấy là từ tháng 1 là bắt đầu là số giờ ban ngày nó giảm cho đến tháng 6. Được chưa? Và đạt mức thấp nhất vào tháng 6. Rồi sau đó nó lại tăng. Đó. Còn ở Moscow thì bắt đầu từ tháng 1 số giờ ban ngày lại tăng và đạt cực đại hoặc là cao nhất vào tháng 6 luôn. Sau đó lại giảm. Đó là nhận xét. Rồi bây giờ giải thích sự khác nhau. Giải thích sự khác nhau. Thì mình thấy là sự biến đổi về số giờ ban ngày theo tháng tại hai địa điểm này nó ngược nhau, đúng không? Nó ngược nhau. Vì sao? Vì Moscow nằm ở bắc bán cầu, còn Canberra thì nằm ở nam bán cầu. Được chưa? Hai bạn này nằm ở hai bán cầu đối nghịch nhau, cho nên là cái đồ thị nó cũng đối nghịch nhau. Được chưa? Từ đó chúng ta có chú ý, để so sánh sự thay đổi theo thời gian của hai hay nhiều đại lượng, người ta thường biểu diễn chúng trên cùng một biểu đồ. Đó, thì vừa rồi người ta biểu diễn trên cùng một biểu đồ để mà chúng ta so sánh sự thay đổi theo thời gian của hai đại lượng. Đó là số giờ ban ngày theo tháng ở Moscow và Canberra. Chúng ta sang luyện tập 4. Cho biểu đồ sau. Tốc độ gió theo tháng. Tốc độ gió mét trên giây tháng từ tháng 1 đến tháng 12. Màu đỏ là Hà Nội. Màu xanh là Nha Trang. Theo cái trang web này. Tốc độ gió được đo ở độ cao 10 mét trên mặt đất. Câu A. So sánh tốc độ gió trong các tháng tại hai thành phố này. Giải thích sự khác nhau đó. So sánh tốc độ gió trong các tháng tại hai thành phố này. Thì mình thấy rằng là tháng 4 nè, tháng 5 nè và tháng 9. Tháng 4, tháng 5 và tháng 9 thì tốc độ gió của hai địa phương này gần như nhau, đúng không? Gần như nhau, được chưa? Bởi vì hai đường nó gần trùng nhau nha, gần trùng nhau vào các tháng này. Đó, cho nên là tốc độ gió của hai địa phương này gần như nhau. Còn các tháng còn lại, chúng ta thấy rằng là tốc độ gió ở Nha Trang cao hơn tốc độ gió ở Hà Nội. Vì cho nó nằm trên cao này. Đó, các tháng còn lại thì tốc độ gió nó ở Nha Trang cao hơn. Nguyên nhân sao? Giải thích sự khác nhau đó. Thì một trong những nguyên nhân là do Nha Trang là thành phố biển, Nha Trang ở gần biển. Còn Hà Nội thì nằm ở đất liền, không có giáp biển. Được chưa? Gần biển thì có gió ngoài biển thổi vào, đúng không? Rồi ở Nha Trang, 6 tháng gió thổi mạnh nhất là những tháng nào? 6 tháng gió thổi mạnh nhất. Đây. Tương ứng với tháng 1, 2, 3 và 10, 11, 12. Luyện tập 4. Câu A. Mình thấy là các tháng 4, 5, 9
Các tháng 4, 5, 9. Tốc độ gió của Nha Trang và Hà Nội gần như nhau. Hiểu chưa? Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng là hai đường nó gần trùng nhau. Hiểu chưa? Vì hai đường gần trùng nhau. Rồi tiếp theo, các tháng còn lại tốc độ gió tại Nha Trang đều cao hơn tốc độ gió tại Hà Nội. Được chưa? Tốc độ gió đều cao hơn tốc độ gió tại Hà Nội. Một trong những nguyên nhân nha, chỉ là một trong những nguyên nhân là do Nha Trang giáp biển, hay là Nha Trang gần biển, hoặc là Nha Trang là thành phố biển. Người ta hay nói là thành phố biển Nha Trang á. Nha Trang là thành phố biển, giáp biển. Còn Hà Nội thì nằm ở đất liền, nằm trong đất liền. Hà Nội thì không giáp biển. Ok. B. Ở Nha Trang, 6 tháng gió thổi mạnh nhất là những tháng nào? Thì mình trả lời là ở Nha Trang, 6 tháng gió thổi mạnh nhất là 1, 2, 3, 10, 11, 12. Ở Nha Trang, 6 tháng gió thổi mạnh nhất là 1, 2, 3, 10, 11, 12. Rồi chúng ta xong luyện tập 4. Và chúng ta cũng xong phần lý thuyết của bài 20. Thì xem xong phần lý thuyết, các em làm phần bài tập ở trang 104, 105. Để hôm sau so sánh kết quả với thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye!